là thực tế, hai là những lý thuyết đã có rồi. Những cái giả thiết mà chúng ta đưa ra nó cũng sẽ xây dựng dựa trên hai đường, hoặc là từ kinh nghiệm thực tế chúng ta đưa ra giả thuyết, hoặc là chúng ta dựa trên kết quả nghiên cứu đã có, tức là những lý thuyết cơ sở mà đã có rồi. Những cái lý thuyết thực tế, ví dụ như là những kinh nghiệm thực tế, ví dụ như chúng ta đi làm, đã làm một thời gian chúng ta biết được là cái cửa hàng chúng ta đã làm ở trong mảng buôn bán quần áo chẳng hạn, như chúng ta đi làm thì khi làm bán thời gian hơn một thời gian dài thì các bạn có một cái chút xíu kinh nghiệm và biết được là cái số lượng hàng mà các bạn bán ra được, số lượng hàng liên quan tới mặt hàng quần áo thời trang các bạn bán ra được, nó sẽ dựa trên những cái yếu tố là cái giá tiền hoặc là mẫu mã chẳng hạn. Thì đó là dựa trên lý thuyết thực tế. Kinh nghiệm thực tế thì các bạn suy ra được là nó có một cái mối quan hệ giữa doanh số bán hàng và hai cái đại lượng là giá mua, giá gốc á, giá bán với lại cái yếu tố thời trang đấy. Thì đó là một, rồi từ đó các bạn xây dựng lên cái biến. Thì có thể ở đây là các bạn coi như cái doanh số bán hàng là biến bằng cần, bạn đặt là biến y, hai cái biến tác động lên là x và z đi, hai biến tác động lên sẽ là x đại diện cho giá bán của cái sản phẩm ở trong cửa hàng của các bạn, và cái thằng y ở thằng z nó sẽ là cái thiết kế thời trang, cái hiệu ứng của thiết kế thời trang đó. Thì mình sẽ xây được một cái mối quan hệ kinh tế rồi, hoặc là chúng ta dựa trên những lý thuyết nghiên cứu trước đó. Ví dụ như khi các bạn vào một công ty nào đó đã có được một cái bài bản về việc nghiên cứu về mối quan hệ giữa các yếu tố để tác động lên doanh số của công ty, thì bạn dựa vào những cái kết quả nghiên cứu trước của người ta để bạn biết được là doanh số công ty sẽ phụ thuộc vào những cái biến nào, những cái biến nào, những cái yếu tố nào. Thì dựa trên đó các bạn có thể bổ túc, bỏ đi hoặc là giữ nguyên dựa theo tình hình thực tế. Thì dựa vào cái mối quan hệ đó thì chúng ta sẽ xác định được các biến số, và cái biến này được gọi là cái biến kinh tế. Ví dụ như ở trong toán C1 thì các bạn có những cái biến kinh tế mà các bạn đã học, ví dụ như biến phi là biến giá, là biến lợi nhuận, R doanh thu, C là chi phí, Q là sản lượng, vân vân. Thì thường á các bạn, tại sao ở trong C1 có lại quy ước thống nhất là như vậy, thì những cái biến như là pi, những cái biến như là pi, R và C vân vân, thì thông thường nó là những cái biến dựa theo những cái lý thuyết cũ đã có rồi. Cái đó nó dùng phổ biến luôn. C là viết tắt của chữ cost là chi phí nè, rồi P là viết của profit là lợi nhuận nè, vân vân. Thì những cái đó là những cái biến đã có. Sau này khi các bạn đi làm thực tế được phát sinh ra những cái yếu tố khác, những cái biến số khác các bạn nảy sinh ra thì mình đặt tên khác, thì nó sẽ là dựa theo kinh nghiệm thực tiễn. Một cái ví dụ, cái vụ này giống như là ví dụ kinh điển trong kinh tế lượng luôn. Hai cái biến số kinh tế mà thường người ta hay khảo sát trong những cái ví dụ khi học cũng như là những cái lý thuyết cơ bản của kinh tế lượng, đó là biến về thu nhập và tiêu dùng. Rồi ví dụ khảo sát lý thuyết về thu nhập và tiêu dùng của Keynes với phát biểu tóm tắt như sau: chi tiêu tiêu dùng tăng khi thu nhập tăng, nhưng sự gia tăng trong chi tiêu trong tiêu dùng không nhiều như sự gia tăng trong thu nhập. Điều này có nghĩa là dựa vào lý thuyết này các bạn sẽ thấy hai cái biến số cần phải khảo sát là gì ạ? Khi chi tiêu tiêu dùng tăng thì thu nhập tăng. Nhìn vô mình sẽ biết có hai cái yếu tố, đó là tiêu dùng và thu nhập. Và dựa trên này chúng ta cũng sẽ xem xét cái gì? Xem xét coi khi thu nhập tăng, xin lỗi, tiêu dùng tăng. Khi tiêu dùng tăng thì thu nhập có tăng hay không? Lượng tăng của tiêu dùng so với lượng tăng của thu nhập là nó như thế nào, lượng tăng của tiêu dùng nó có nhiều như lượng tăng của thu nhập hay không. Thông thường thu nhập và tiêu dùng là nó cùng đơn vị, thông thường là cùng đơn vị, thì do cùng đơn vị thì người ta sẽ đánh giá coi tiêu dùng tăng có nhiều hơn so với cái sự gia tăng trong thu nhập không. Bằng cách đơn giản là người ta xem coi khi mà x tăng y tăng lên bao nhiêu, x tăng một đơn vị y tăng lên bao nhiêu. Còn bình thường nếu mà mấy cái biến mà chúng ta qua khảo sát, cái biến tiêu dùng, biến thu nhập thì dễ, nó cùng đơn vị. Còn những cái biến khác nó khảo sát có thể là nó không có cùng đơn vị, thì việc khảo sát sự tăng của biến một biến so với biến còn lại, người ta sẽ dùng cái độ so sánh độ tăng tương đối, tức là so sánh theo phần trăm.
Rồi, như vậy thì trên cơ sở lý thuyết này chúng ta xác định được hai biến số kinh tế cần khảo sát là thu nhập và tiêu dùng. Với giả thiết là kinh tế là tiêu dùng sẽ phụ thuộc vào thu nhập, tiêu dùng phụ thuộc vào thu nhập, tức là tiêu dùng tăng khi thu nhập tăng, tức là tiêu dùng này có muốn tăng hay không là dựa trên sự tăng của thu nhập. Đúng chưa? Và như vậy thì người ta sẽ xác định cái mối quan hệ giữa giữa tiêu dùng với thu nhập theo mối quan hệ nhân quả, tức là dựa vào thu nhập sẽ suy ra được tiêu dùng. Như vậy thì tiêu dùng thường người ta đã xác định được cái mối quan hệ như vậy thì người ta sẽ xem cái thằng tiêu dùng giống như là thằng Y gì đó, còn X sẽ là thu nhập. Như vậy thì Y bị phụ thuộc vào X, Y phụ thuộc vào X. Lúc đó X sẽ tác động trực tiếp lên Y, X là cái mà người ta có để suy ra được cái tiêu dùng là mình cần. Rồi cái mối quan hệ mà chúng ta cần phải khảo sát là khi thu nhập thay đổi một đơn vị thì chúng ta muốn xác định xem tiêu dùng sẽ thay đổi như thế nào, cụ thể là bao nhiêu đơn vị. Rồi, qua phần thứ hai, như vậy phần 1 là giúp chúng ta xác định điều gì. Từ phần 1 và chúng ta sẽ hiểu là các lý thuyết kinh tế hoặc là từ những cái kinh nghiệm thực tế chúng ta sẽ xác định được, thứ nhất là mối quan hệ kinh tế. Thứ hai, chúng ta xác định được cái biến số kinh tế, tức là xem coi thì trên mối quan hệ đó thì thằng nào là X, thằng nào là Y. Rồi các xác định kế tiếp là xác định đặc trưng của mô hình toán kinh tế. À, cô nói thêm về cái phần này chút xíu ha. Phát biểu về lý thuyết và giả thuyết thì hồi nãy cô nói là nhìn vô đây mình biết là tiêu dùng tăng hay thu nhập tăng, thì có nhiều bạn hỏi là tại sao mà mình lại chắc chắn một điều là cứ tiêu dùng là Y, X sẽ là thu nhập, thì nó không có chắc chắn điều này nha bạn. Tại vì trên thực tế thì nó có rất là nhiều mỗi biến bất kỳ nó sẽ có rất là nhiều mối quan hệ nó khác với biến số. Nếu mà con số thì thằng nào phụ thuộc thằng nào độc lập thì nó xác định rõ ràng, còn trong kinh tế thằng nào phụ thuộc thằng nào là biến độc lập. Biến độc lập là gì, biến phụ thuộc là gì? Biến độc lập đó là biến mà không có gì tác động bên nó hết, nó tăng nó giảm là một cách ngẫu nhiên, nên đó là biến ngẫu nhiên. Còn cái biến phụ thuộc đó là biến tăng hay giảm gì đó là phụ thuộc do một cái yếu tố khác tác động vào. Ví dụ như là ở đây là tiêu dùng mà tăng là do cái thu nhập tăng, như vậy thằng nào mà nó bị phụ thuộc bởi một thằng thì nó thường là đặt là Y, còn thằng còn lại đặt là X. Nhưng mà ở trong kinh tế không có thằng nào là hoàn toàn một chiều hết, tức là Y bị phụ thuộc vào X, Y phụ thuộc vào X, nhưng mà không có nói là không phải nào 100% là Y nó sẽ là Fx. À, có thể trong trường hợp nào đó khác X nó cũng sẽ có thể là Fy, tức là hai biến tác động thường có quá mối quan hệ là qua lại, thằng này bị tác động bởi thằng bên này, hoặc lâu lâu sẽ có trường hợp thằng này tác động ngược lại thằng kia. Như vậy thì chỉ là trong hoàn cảnh nào mình thấy rằng là phù hợp thì mình đặt thôi. Ví dụ trong hoàn cảnh này mình thấy tiêu dùng làm Y, ok, thằng thu nhập là X, đúng thì mình đặt. À, và trong những trường hợp hoàn cảnh khác phù hợp thì người ta vẫn có thể đặt cái thu nhập là thằng X, còn cái thằng Y là cái xin lỗi, thu nhập là thằng Y và thằng tiêu dùng có thể đặt là thằng X. Tức là cái biến X Y ở đây á nó không có hoàn toàn bị trói buộc 100% lúc nào cũng luôn luôn thằng này phải là X còn thằng kia phải là Y. À, nó có thể thay đổi dựa trên cái yếu tố và trường hợp thực tế. Các biến thường sẽ có tác động qua lại với nhau. Đây, xác định đặc trưng của mô hình toán kinh tế. Sau khi mà chúng ta xác định được biến rồi, biết biến nào phụ thuộc bởi biến nào rồi, thì bước kế tiếp là chúng ta sẽ xác định xem nó phụ thuộc theo kiểu gì. Phụ thuộc theo kiểu gì? Thì ở bước 1 chúng ta chỉ xác nhận mối quan hệ giữa các biến nhưng không đưa ra dạng cụ thể của mối quan hệ. Ở bước này chúng ta phải chỉ ra dạng hàm của mối quan hệ. Theo lý thuyết thu nhập và tiêu dùng của Keynes thì có thể ra được cái dạng hàm đơn giản là X là thu nhập, được gọi là biến độc lập hay biến giải thích. Y là chi tiêu, được gọi là biến phụ thuộc. Thì lúc đó Y sẽ có mối quan hệ tuyến tính là Y bằng beta 1 cộng beta 2X. Mối quan hệ tuyến tính thể hiện, nhìn vô đây các bạn sẽ thấy gì ạ? Tại sao gọi là mối quan hệ tuyến tính? Tại vì đây là một cái phương trình, một cái hàm tuyến tính. Một cái hàm thế nào gọi là tuyến tính? Cái hàm mà trong đó các hệ số beta đây nè,
xin lỗi, cái hệ số x ở đây nè là mũ 1 thì gọi là tuyến tính. Hệ số beta không quan tâm, beta nó như thế nào cũng được, miễn là x là mũ 1 thì gọi là tuyến tính. Hay đưa về dạng là y bằng cái gì đó theo x thì gọi là tuyến tính thôi. Cái hệ số đây là xác định được rồi, xác định được rồi. Thì người ta xác định theo nhà toán học này thì người ta xác định cái mối quan hệ giữa phụ thu nhập và chi tiêu có thể được xác định bởi một cái phương trình là y bằng beta 1 cộng beta 2x, trong đó beta 1, beta 2 là những cái con số tính toán ra được, gọi là hằng số đi ha, sẽ tính ra được. Thì trong cái mối quan hệ này á, thì chúng ta thấy là nếu x tăng thì y đó tăng hay giảm là phụ thuộc vào beta 2, của beta 2. Beta 2 mà tăng á, ở beta 2 mà là số dương á, thì x tăng y tăng, x giảm y giảm. Beta 2 là số âm á, thì x tăng y giảm, x giảm y tăng. Cái này các bạn hiểu không, này dùng cái cách khảo sát hàm số như thế nào thôi. Thì việc xác định đặc trưng của mô hình toán kinh tế thực chất là chúng ta tìm cho nó một cái công thức liên hệ giữa y và x. Về nguyên tắc là xác định đặc trưng mô hình là sẽ xác định coi y bằng cái gì đó theo x, tức là mình tìm cái hàm số cho hai thằng biến x y. Ở đây người ta giới thiệu cái phương trình là y bằng beta 1 cộng beta 2x, nhưng mà không có phải là lúc nào nó cũng chỉ có phương trình này. Tại sao người ta lại giới thiệu phương trình này? Vì đây là phương trình, nó khá là đơn giản, dễ khảo sát, nó đặc trưng nhất, thể hiện cho mối quan hệ giữa các biến người ta set up. Nhưng mà ngoài ra thì nó sẽ còn rất nhiều dạng phương trình khác, các bạn cũng đã học rất là nhiều phương trình. Nó có thể là phương trình bậc 2, tức là y bằng beta 1 cộng beta 2x bình. Nó có thể là phương trình log y bằng beta 1 cộng log của x chẳng hạn. Đó. Thì nó có rất 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 nhiều những dạng phương trình. Thì hai cái biến x và y này nó cũng sẽ có rất nhiều kiểu phương trình có thể xác định. À, nó có rất nhiều kiểu phương trình có thể xác định. Nó có thể là phương trình này hoặc phương trình khác nữa, nhưng mà ở đây người ta lựa chọn phương trình này để cho nó đơn giản và nó dễ khảo sát. Dĩ nhiên là trong những trường hợp khác thì nó sẽ ra cái phương trình khác. Thông thường á, tại sao người ta biết được cái phương trình này, thì đây là cái phương trình mà nhà toán học kinh tế Keynes đã chứng minh ra, đã tìm ra. Còn bình thường á, nếu mà mình muốn xác định cái phương trình này thì thông thường chúng ta phải ra qua rất là nhiều bước để cứ coi phương trình nào là phù hợp. Thì các bước mà mình thực hiện á, nó sẽ bao gồm: thứ nhất là chúng ta lấy giả thiết, nên là chúng ta có được x với y rồi không. Bước kế tiếp chúng ta sẽ lấy cái gì ạ? Lấy số liệu, chúng ta đi thu thập số liệu, thu thập coi với x này y nhiêu, x này y nhiêu, x này y nhiêu. Thì cách thức thu thập số liệu thì nó sẽ là một cái nội dung trong cái phần nguyên lý thống kê. Chúng ta phải lựa chọn cách thức để lấy số liệu, và chúng ta sẽ lấy được cái mẫu số liệu càng nhiều càng tốt. Chúng ta có một cái mẫu đặc trưng mà mẫu tốt nha các bạn, mẫu mà càng nhiều cũng chưa chắc là nó sẽ tốt hơn cái mẫu ấy, do cái quy cách chúng ta lấy mẫu nữa. Thí dụ như cô lấy mẫu 100 người với mẫu 1.000 người, nhưng mẫu 100 người cô lấy đều trong cái vùng tổng thể thì ok, còn mẫu 1.000 người nhưng mà cô lại lấy chỉ có tập trung ở một cái góc, ở một khu vực nào đó thôi, thì nó chưa chắc nó đã tốt hơn cái mẫu 100 người của cô. Tức là cái lý thuyết lấy mẫu nó cũng quan trọng, nó nằm trong phần nguyên thống kê kinh tế. Thì chúng ta lấy một cái mẫu đủ tốt, thì bước kế tiếp chúng ta sẽ set up đồ thị. Chúng ta sẽ vẽ thử cái đồ thị bằng hình chấm, tức là sao, thông thường thì chúng ta sẽ dùng máy, chúng ta vẽ ra những cái đồ thị liên quan tới hai cái biến mà chúng ta khảo sát. Ví dụ ở đây là x và y đây, chúng ta khảo sát chấm với x. Là ở đây ví dụ như x là thu nhập đi, thu nhập là 10 triệu đó, thì người ta khảo sát xem với mức thu nhập là 10 triệu thì trong bảng số liệu chúng ta y là những con số nào. Thì nó có thể là chi tiêu khoảng từ 5 triệu chẳng hạn, 5, 4, 3 gì đó vân vân. Đó, nhiều nhiều trường hợp đó. Thì người ta sẽ lấy một cái chấm thể hiện cho cái điểm đó, tức là chi tiêu 5 triệu ứng với thu nhập là 10 triệu. Và như vậy người ta vẽ thì dĩ nhiên nó sẽ có, tại 10 triệu nó cũng sẽ có nhiều trường hợp đúng không, tại 10 triệu rồi 11 triệu thì nó sẽ có những cái trường hợp nào đó, ví dụ như vậy đó. Tương tự như vậy,
tương ứng như vậy, người ta sẽ có được rất là nhiều chấm đấy. Thì thường á, những cái chấm này là ngẫu nhiên, mà ngẫu nhiên giúp mình khảo sát số liệu nên nó không thể nào là nó đi theo cái đường nào hết, thì người ta sẽ tìm một cái đường nào đó nó đi qua hầu hết các điểm này để người ta chọn là cái dạng hàm. Ví dụ khi người ta vẽ ra thì người ta thấy cái dạng đó, nó hướng lên như thế này thì người ta sẽ chọn cái đường thẳng này đấy. Khi chọn cái đường thẳng này y bằng beta 1 cộng beta 2x đấy. Thì đây là phương trình đường thẳng đúng không? Beta 2x đấy. Đó. Thì đây là cái phương trình mà người ta chọn. Được chưa? Thì lúc đó cái mối quan hệ tuyến tính mà người ta chọn là cái mối quan hệ đường thẳng. Còn bình thường nếu cái chấm của nó mà nó ra một cái dạng như là đường cong chẳng hạn, chúng ta vẽ một cái đường cong ra thì chúng ta sẽ chọn cái phương trình nào có thể hiện đường cong, ví dụ như hàm log hoặc hàm e mũ hoặc là hàm parabol hoặc là hàm bậc 3, tùy theo cái chấm mà chúng ta sử dụng. À, và việc xác định đặc trưng của mô hình toán kinh tế nên set up được như thế này thì cũng không có điều gì nói là đây là chính xác 100%. Nó sẽ có những trường hợp nó sẽ không đúng nha, không đúng. Và dĩ nhiên là khi chúng ta ra được đây rồi thì cũng chưa chắc thì chúng ta sẽ sử dụng được phương trình này nữa, chúng ta phải qua nhiều bước ở phía sau nữa thì chúng ta mới biết được là hay không nhá. Vậy bước kế tiếp là ok, như vậy là chúng ta bước kế tiếp là xác định mô rồi bước kế tiếp là xác định đặc trưng của mô hình cho lý thuyết hoặc giả thuyết. Rồi xác định, đây là xác định dạng mô hình thôi ha, chưa sử dụng được. Tiếp tục, dạng mô hình nó như cô nói đó là dựa trên thực tế, chúng ta lấy cái mẫu số liệu xong rồi chúng ta xác định được cái dạng, có thể là đường thẳng hoặc đường cong hoặc là đường lượng sóng gì đó tùy theo. Rồi đây còn nhiều, nó cũng còn khá nhiều. Bây giờ là 11 giờ 10, cô nói thêm một phần nữa rồi mình điểm danh. Rồi bước kế tiếp là xác định đặc trưng của mô hình kinh tế lượng cho lý thuyết hay giả thuyết. Rồi với cái mô hình toán học trên thì với mỗi giá trị của x thì chúng ta sẽ xác định được duy nhất một giá trị y. Ở đây gọi là quan hệ hàm số hay gọi là quan hệ tất định, hay là cái mô hình hồi nãy nè, thì có phải là mỗi lần thế một x vô ra được duy nhất một y không? Nhưng mà thực tế chúng ta thu thập số liệu thì cùng một x thì có thể có nhiều mức chi tiêu khác nhau, tức là cùng một x giống như nãy cô chấm đó, nó có nhiều cái chấm, thì chi tiêu nó sẽ không không phụ thuộc vào thu nhập mà còn phụ thuộc vào rất nhiều những cái yếu tố khác, ví dụ như độ tuổi, giới tính, tình trạng gia đình, thói quen vân vân. Do đó đối với nhà kinh tế lượng mô hình thì đối với nhà kinh tế lượng mô hình nó phải là có thêm một cái độ nhiễu, nên đây là dạng dạng phương trình mà chúng ta xác định. Nhưng mà để ra được một cái mô hình kinh tế lượng thì chúng ta phải cộng thêm một cái thằng u. À, trong đó u được gọi là sai số ngẫu nhiên hay còn gọi là số hạng nhiễu, đại diện cho tất cả các yếu tố tác động lên tiêu dùng nhưng không được xét một cách rõ ràng. Để chúng ta hiểu rằng đối với cái mô hình này ứng với mỗi con x, ứng với một con x thì nó sẽ có thể có nhiều con y phụ thuộc vào một cái độ nhiễu u nào đó. U này thì nếu mà chúng ta viết nhỏ ra thì nó sẽ là ui, đây là xii, ui, tức là ứng với tại một cái điểm x nào đó nó sẽ có một cái độ nhiễu xác định. Độ nhiễu này mình không có cố định cho mỗi x, có thể với con x này độ nhiễu nó khác, x kia độ nhiễu nó khác. Nói tóm lại khi mình sẽ up được cái mô hình như thế này thì chúng ta hiểu một điều là thằng y này nó sẽ không phải đạt một giá trị duy nhất trong thực tế ứng với tại cái điểm x. Nó ứng với x ví dụ như mức thu nhập là 5 triệu thì thằng y này nó không phải chắc chắn nó sẽ là 10 triệu, nó có thể là, xin lỗi, y x là 10 triệu thì y không chắc chắn nó sẽ là 5 triệu, nó sẽ là có thể là 1 2 3 4 gì đó tùy theo cái độ nhiễu. Độ nhiễu này thể hiện cho gì? Cho tất cả những cái yếu tố khác ảnh hưởng tới y. Những cái yếu tố khác mà chúng ta nói ở đây có thể là độ tuổi, giới tính,
tình trạng gia đình, thói quen, vân vân. Thì đây là mô hình thực tế, mô hình thực tế. Rồi, những cái kế tiếp thì bữa sau mình nói, bây giờ mình điểm danh xong là mình nghỉ ha.